Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại kênh YouTube nhạc cụ Tuấn Dương của tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì trong khung hình của chúng ta là có 3 sản phẩm, 2 chiếc mô bin và 1 chiếc phơ đàn bầu ngoài đây này. Thì trước khi tôi chốt đơn buổi chiều ngày hôm nay gửi đi cho hai bạn khách hàng này, một bạn ở Nam Định và một bạn ở Ninh Bình. Thì đây là hai bạn khách hàng mà tôi thấy gọi là tương đối tâm huyết thì tôi quyết định là tôi quay lại video. Đó. Bởi vì là cái bạn này đây lấy một chiếc mobin đàn bầu cao cấp là tức là trong vòng 4 ngày. Tức là bạn lấy trước một chiếc rồi và bạn về bạn lắp thử thế rất ok, thì là ngày hôm qua bạn lại tiếp tục chốt của tôi một chiếc mobin như thế này nữa, thì hôm nay tôi sẽ đóng gói gửi đi cho bạn đấy. Và một bạn này thì là ở Ninh Bình, thì bạn chia sẻ là cả hai bố con bạn ấy là rất hay xem cái video trên YouTube của tôi. Thế thì tôi không biết rằng là hai bố con bạn ấy xem video gì trên YouTube của tôi về đàn bầu hay là cái loại nào, bởi vì là tôi có rất nhiều video mà. Thế nhưng mà thôi, dù sao cũng rất cảm ơn rằng là đã có những khách hàng quan tâm và yêu quý theo dõi kênh của tôi. Đấy. Và làm video ra vẫn có người xem thì mình có động lực để mình làm tiếp, đúng không ạ? Thì đấy, một là cái bạn này là chốt rất nhanh này, tâm huyết này. Thứ hai nữa là cái bạn này nữa này. Đấy, thứ nhất là bạn ấy theo dõi này. Thứ hai là bạn ấy hiểu rất rõ. Và khi mà tôi yêu cầu đặt cọc để tôi làm những sản phẩm ra để tôi chuyển ấy, thì bạn ấy đặt cọc rất là nhanh, và bạn nói chung là bạn chuyển đủ tiền 100% luôn đấy, không phải là đặt cọc. Mà chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút thôi là số tài khoản của tôi đã nhận được tiền hoàn toàn đầy đủ. Đấy. Thì là tôi đã cho thợ triển khai làm rất nhanh để mà có hàng để chuyển cho bạn ấy. Thì lát nữa đây rồi tôi sẽ đóng hàng tôi chuyển đi. Thế thì trước khi chuyển đi thì cũng lưu ý mấy điểm. Đầu tiên là cũng cảm ơn tất cả các bạn ở mọi nơi đã theo dõi cũng như là ủng hộ cho tôi nhá. Và nhưng lưu ý tất cả các bạn vài điểm, bởi vì là câu chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả. Thế nhưng mà nó đã từng xảy ra rồi và tôi đã từng nói rồi, nhưng mà thôi đành ở đây phải nhắc lại với cả các bạn một chút. Đó chính là khi mà gửi hàng về, các bạn hãy kiểm tra cho tôi, và đây là quyền lợi của các bạn cũng như là quyền lợi của tất cả những khách hàng. Nếu ai xem được video này lưu ý nhá. Quyền lợi của chúng ta khi mà chúng ta gửi hàng về là chúng ta được phép xem hàng. Đấy, chúng ta cứ bóc ra. Đấy, xem là ví dụ như cả cái núm này này, nó có bị gãy không này. Đấy. Nó có bị vỡ, bị tung gì không này, hay là nó bị hỏng hóc cái gì không, hoặc là chúng ta bóc cả cái mobin này ra này. Đây nhá, tôi bóc ra cho các bạn xem. Các bạn kiểm tra thứ nhất là nó có cái túi này này, gọi là nó có đủ gọi là núm vặn cũng như là ốc hay không này. Tiếp theo nữa là các cái dây này này. Đấy, dây nối cũng như là cái điểm mấu nối hàn các thứ nó có bị tuột ra không. Tiếp theo nữa là cái đầu mobin này này. Đấy, cái đầu nam châm này nó có bị tung, bị tuột ra không. Đấy, đây tôi rút đây. Đấy, nó cũng không thể tuột được. Đấy, các bạn hiểu nhá. Đấy, để làm sao để tránh cái hiện tượng giống như kiểu hôm trước đấy. Tôi đã nói rồi là về các bạn không kiểm tra, sau đấy là các bạn nói lại là nó thế nọ thế kia. Còn cái đây là cái đầu dây này là dây đấu mát thì thôi không nói gì đến. Thì đấy, là các bạn về mà các bạn không kiểm tra ngay, để 2-3 ngày sau các bạn mới phản hồi cho tôi là tôi cũng không biết thế nào để mà tôi trả lời và gọi là để khắc phục cho các bạn đâu. Cho nên là hàng về đến nơi một cái, nhân viên bưu điện giao là các bạn phải có trách nhiệm. Đấy, vừa là quyền lợi và vừa là trách nhiệm kiểm tra. Đấy, còn nếu mà sau 24 giờ mà các bạn nhận hàng ấy, mà những cái này mà các bạn mới bỏ ra kiểm tra, hoặc là tôi đồng ý rằng là có thể người ta giao mà các bạn không có nhà nhận ngay lúc bấy giờ, nhờ người nhà nhận được, nhờ người nhà nhận là kiểm tra đầu tiên cho tôi đấy là những cái đấy liệu có gãy có tung hay không, mà chất lượng thì chúng ta chưa biết. Chất lượng thì như tôi nói rồi, mobin thì tôi không đảm bảo và bảo hành về chất lượng tất cả mọi thứ. Nhưng ý nói chất lượng ở đây là gì, xem là nó có hoạt động hay không ấy, tức là nó có sống hay không. Thì có thể là người nhà các bạn nhận hộ mà không test được thì tôi cho các bạn 24 giờ để các bạn test. Đấy, khi mà test là chẳng may nó không lên hay là nó chết rồi các thứ thì lúc bấy giờ báo lại cho tôi nhé. Mà khi mà nhận hàng này là chụp ảnh quay video lại này. Đấy, là những cái đặc điểm vừa rồi, xem là nó có nguyên trạng hay không, hay là nó bị gãy hỏng hay là vỡ hay là như thế nào trong quá trình vận chuyển. Nếu như mà nó hỏng nó vỡ rồi thì không, hoàn toàn không nhận nhá, ship trả lại cho tôi. Đấy, để tôi nhận trách nhiệm cái việc này. Đấy, còn khi mà các bạn test về chất lượng nhá, 24 giờ xem là nó có sống có hoạt động hay không. Còn nếu như chất lượng thứ nhất nó không được như trong video của tôi thử là một chuyện thôi. Bởi vì là như tôi nói rồi, trong video của tôi thử là thợ người ta có kinh nghiệm, người ta lắp đấy, và thân đàn nọ thân đàn kia nó khác nhau. Đấy. Nhưng mà nếu như nó khác, ví dụ như kiểu là cái tiếng mà tôi test ở trong ấy mà nó tròn âm tròn tiếng, nó không ù dè chẳng hạn, mà về tay các bạn test mà cắm vào nó bị ù dè, mà trong khi điện cho tôi nhá, mà tôi nói rằng là có nhiều cách khắc phục đấy, nhưng đây là một cái ví dụ. Nếu nó ù dè thì có thể khắc phục từ âm ly và loa, chứ nếu mà âm ly và loa nó hoàn toàn ngon, test 2-3 bộ âm ly và loa nó đều bị ù bị dè
nhá, thì có thể là chuyển lại cho tôi. Thì đấy là những cái đấy, quay video lại, tôi sẽ khắc phục cho các bạn những cái đấy và tôi chịu trách nhiệm những cái đó. Và đấy, còn khi mà nhận thì có nhân viên bưu điện đứng ở đấy, chúng ta quay phim chụp ảnh và có nhân viên bưu điện làm chứng luôn, bởi vì người ta không quen biết tôi và cũng không quen biết các bạn, người ta là bên thứ ba nên là người ta sẽ làm chứng là ok nhất đó. Thế là chúng ta lưu ý là cái quyền lợi cũng như là cái trách nhiệm của chúng ta là phải là như thế nha, kiểm tra trước khi nhận đó. Tôi hoàn toàn thoải mái cho các bạn kiểm tra, không vấn đề gì đấy. Chứ còn nếu mà các bạn mà ngồi các bạn test để nếu mà ưng các bạn mới lấy trong vòng tầm 1 tiếng với cả 2 tiếng thì thôi, cái vấn đề này tôi không nói nữa, tôi nói ở video trước rồi, tôi không nghe cái điều đấy. Nghe và xem video của tôi thật kỹ đi, thật ok đi, nghe thật là ưng tai thì hãy đặt vào chốt, bởi vì là tai mọi người không phải là tai tôi đấy, và tai tôi không phải là tai mọi người. 10 người khác nhau là 10 cái thẩm âm khác nhau đấy, mọi người lưu ý là như thế nhá. Thì bạn này bạn ấy đây, tí nữa đây tôi sẽ gửi về Gia Viễn Ninh Bình đấy, số điện thoại của bạn đây đó. Thì không, tôi không để tên ra đây đâu. Thế nhưng mà bạn này thì bạn ấy gửi bạn tin tưởng, bạn ấy gọi là đặt cọc, chuyển hết tiền 100%. Thì bạn này có rất là có lợi này. Đấy, là tôi ghi chỉ thu ship không thôi. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Thì khi mà đặt cọc 100% có hai hình thức thanh toán, một là đặt cọc một phần, sau khi đấy về cổng chúng ta trả tiền nốt. Hai là đặt 100% thì đây là tôi chỉ ghi là thu ship thôi. Thì dĩ nhiên là các bạn nào ghi mà thu ship không này thì là cái phí ship nó sẽ rẻ hơn là cái việc mà chúng ta gọi là thu tiền ở cổng. Vì sao lại là như thế? Khi mà chuyển về chúng ta mới thu tiền ấy thì chúng ta sẽ mất thành 2 lần phí ship cộng 1. Tức là sao? Bây giờ bạn này chuyển tiền cho tôi rồi, tôi chỉ ghi thu ship, tức là thu mỗi một cái khoản tiền bạn ấy phải trả, tức là người ta vận chuyển hàng từ chỗ tôi đến chỗ bạn ấy thôi. Đó. Chứ còn nếu mà chúng ta trả tiền ở cổng thì tức là người ta sẽ mất công chuyển hàng từ chỗ tôi đến chỗ các bạn, đấy là tính một lần vận chuyển, và chuyển tiền từ chỗ các bạn về tay tôi, đấy là 2 lần vận chuyển, 2 lần cộng 1, thì các bạn sẽ số tiền ship sẽ cao lên đấy. Đấy là tôi khuyên mọi người rằng là nếu mà ai có điều kiện thì chuyển thẳng 100% là càng tốt đấy, thì phí ship rẻ đi. Còn đâu tùy chúng ta thôi, cái độ tin tưởng của chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ làm việc đến đó đấy. Còn với những cái đồ này nhá, yêu cầu là hàng đặt hết tôi mới làm, đấy phơ này là hàng đặt này, đặt cọc tiền các thứ tôi mới làm, không là thôi. Đấy, còn một cái vấn đề nữa là bác nào thực sự tâm huyết với tôi nhá thì nhắn tin Zalo, nhắn tin Facebook là tôi đều xem, nhưng mà đừng nhắn tin điện thoại nhá. Nhắn tin điện thoại là những cái điều gọi là họa hoàn lắm thì hãy nhắn tin điện thoại. Bởi vì là tôi không hay đọc tin nhắn điện thoại, thưa các bác là như thế. Bởi vì là tin nhắn điện thoại thì có nhiều cái yếu tố, và có thể là tin nhắn tổng đài các thứ tôi cũng không đọc hết đấy. Nhưng nếu mà chúng ta tâm huyết với nhau thì bỏ ra 1-2 phút chúng ta điện cho nhau là tham khảo về giá cũng như là mọi thứ, tôi nói chuyện trao đổi với cả các bác nó dễ, các bác hiểu không ạ? Đấy, thì bây giờ nha, tôi sẽ cho test luôn đấy, cả cái mobile và cả cái phơ này luôn đấy, để cho chúng ta có thể xem và chúng ta có thể hình dung được rõ hơn. Thực ra là tôi đã làm video test phơ rồi và cũng test cả mobile cao cấp rồi, nhưng thực ra là các bác không xem hết tất cả những video liên quan đến của tôi thôi, và có thể là tôi để tiêu đề nó khác thôi. Đấy, thế nhưng mà hôm nay thì nhân cái điều này bạn lấy cả một combo thì thôi tôi test luôn nhá. Thì lưu ý rằng là tôi lắp cái mobile cao cấp này vào các cái thân nó khác nhau thì cái tiếng âm của nó sẽ khác nhau. Đấy, lưu ý với cả các bác là như thế nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái phần test âm. Đây thưa mọi người, bây giờ là cái đầu tiên là nó không có phơ nhá. Đây cái bộ phơ của nó thì đây. Đó, một bộ phơ ngoài như thế này. Thì đây là cái phơ này thì nó sẽ sử dụng với cả cái đàn bầu mà không có máy móc gì ở trong cả, nó chỉ có mobin thôi. Và cái đàn này thì ở đây là tôi lắp cái mobin cao cấp này, đây mọi người nhìn thấy ở đấy, đúng không nào? Đấy nhá, thì đây là bây giờ tôi đang ví dụ là bây giờ một combo như thế này. Thì là cái khi mà cộng âm vào thì kết quả nó sẽ là như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ xem trước là cái nó chỉ có cái mobin không thôi. Thì bây giờ mọi người sẽ có thể nghe tiếng này. Và bây giờ sẽ test thử để cho mọi người nghe. Thank you.
Đấy nha, mọi người nghe được luôn cả xem là nó có lên được nốt cao hay không nhá. Thế đấy là test luôn cái mô bin nó là như thế, có lên được không thì mọi người nghe rồi. Bây giờ tôi sẽ cắm cái phơ vào nhá. Đây gọi là một cái hướng dẫn sử dụng luôn. Đây, hai rắc hai đầu 6 ly như thế này. Đó. Được chưa? Đấy nhá. Thì là bây giờ nhá, cắm một cái đầu rắc là sẽ vào. Đấy, và một cái đầu rắc là sẽ vào đầu ra. Thì cũng giống như kiểu cái phơ trước thôi, đây bật nó lên thì đấy, đây đèn nó sẽ sáng này. Đấy mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy tắt nó đi thì đây là vừa làm công tắc và vừa là chỉnh volume to nhỏ luôn. Đấy nhá mọi người, khi cắm vào rồi nhá. Thì bây giờ này sẽ bật cái công tắc này lên này. Đấy, cho nó vừa phải, chúng ta vừa nghe thôi. Đấy. Đấy và bây giờ thử này. Được rồi, vừa rồi là test một đoạn cho mọi người nghe rồi nhá. Thì bây giờ lưu ý nhá. Cái này đây, mọi người nhìn thấy đây. Tôi đang để ở cái mức độ nó như thế này. Thì là vừa phải chúng ta vừa nghe với cả cái độ âm thanh của chúng ta. Thế nhưng mà là chúng ta cũng hoàn toàn có thể là to to nhỏ tùy ý của chúng ta để là làm sao chúng ta vừa nghe thôi. Đấy, còn cái này thì là đã làm sẵn rồi đấy. Là chỉ việc về cắm như thế này là chúng ta sẽ chơi được nhá mọi người nhá. Nó rất đơn giản như thế này thôi. Đó. Còn phơ thì là tôi đã làm hết rồi, ok hết rồi. Đấy, còn cái việc chỉnh to chỉnh nhỏ thì tùy tai của mỗi người để chúng ta chơi. Đấy thì mọi người có thể là đặt một cái bộ như thế này là về chỉ việc cái đàn chúng ta có mô bin sẵn rồi là cắm vào. Đấy, thế nhưng mà xin lưu ý rằng là cái đàn nó phải mộc của nó đã là phải hay rồi đã. Đấy, nhưng mọi người có thể theo dõi đi xem đấy nhá. Cùng hai cái mô bin là vẫn là cái là dòng cao cấp. Nhưng lắp vào cái thân đàn ở video trước của tôi. Đấy, đóng theo kiểu công nghiệp nó khác, thân đàn này nó lại khác nhá. Tiếng khác nhau hẳn hoàn toàn. Đấy nên khi cắm vào phơ nó cũng sẽ ra tiếng khác. Đấy nên lưu ý mọi người là như vậy nhá. Vâng, và vừa rồi thì test âm cho bạn chủ của cái sản phẩm này thì là đã test rồi nhá, cũng như là để cho tất cả các khách hàng chúng ta cùng xem được nhá. Thì bây giờ là video ngắn có thể kết thúc ở đây thôi. Thì tôi sẽ bây giờ sẽ phải đi đóng hàng và sẽ chuyển đến tay cho bạn khách hàng này. Đấy, để cho bạn ấy nhận hàng sớm để có đồ sử dụng. Đấy, còn những cái nhu cầu cũng như là những cái câu hỏi thắc mắc gì thì các bác có thể chuyển đến cho tôi nhé, có số điện thoại đấy, hoặc là có nick Facebook các thứ đấy, thì các bác Zalo đấy, chuyển đến cho tôi. Đó, thì tôi sẽ trả lời các bác, hoặc là nếu mà bác nào có nhu cầu gì thì tôi sẽ phục vụ các bác nhé. Thì video kết thúc ở đây thôi. Và cuối video xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.